Tính từ 16 giờ ngày 1 tháng 1 đến 16 giờ ngày 2 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.092 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố. Có 11.948 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 2.045, Hải Phòng 1.804, Vĩnh Long 1.280, Tây Ninh 946, Bình Phước 782, Khánh Hòa 780, Cà Mau 619, Bình Định 576, Hải Dương 545, Bạc Liêu 464, Trà Vinh 452, Bắc Ninh 403, Thành phố Hồ Chí Minh 384, Thừa Thiên Huế 350, Cần Thơ 293, Lâm Đồng 240, An Giang 235, Hưng Yên 223, Quảng Ninh 219, Đà Nẵng 202, Đắk Lắk 185, Hậu Giang 184, Sóc Trăng 171, Kiên Giang 169, Nghệ An 162, Hà Giang 148, Hòa Bình 147, Gia Lai 146, Bình Dương 145, Quảng Trị 143, Lạng Sơn 141, Đồng Tháp 140, Đồng Nai 139, Quảng Nam 127, Bến Tre 120, Phú Yên 119, Thanh Hóa 117, Tiền Giang 115, Quảng Ngãi 112, Đắk Nông 105, Ninh Bình 99, Nam Định 93, Vĩnh Phúc 92, Bắc Giang 90, Hà Nam 85, Thái Nguyên 80, Bà Rịa Vũng Tàu 72, Thái Bình 69, Phú Thọ 65, Quảng Bình 55, Kon Tum 54, Long An 51, Sơn La 50, Ninh Thuận 49, Cao Bằng 46, Lào Cai 41, Bắc Cạn 39, Tuyên Quang 24, Bình Thuận 22, Điện Biên 21, Yên Bái 20, Lai Châu 11, Hà Tĩnh 9. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đồng Tháp giảm 265, Bình Thuận giảm 189, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 185. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hải Phòng tăng 1.688, Hải Dương tăng 545, Hà Nội tăng 297. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.479 ca một ngày. Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 5. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 14.420 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.746 ca. Từ 17:30 ngày 1 tháng 1 đến 17:30 ngày 2 tháng 1 ghi nhận 221 ca tử vong.